Xin chào các bạn, gần đây thì mình nhận được rất là nhiều câu hỏi về việc là sử dụng nhụy hoa nghệ tây thì có tác dụng phụ như hay không. Câu trả lời của mình là không nhé. Vì theo nghiên cứu của thế giới thì nếu mà các bạn sử dụng đúng liều lượng thì sẽ không có bất kỳ một tác dụng phụ nào cả. Tuy nhiên thì trong cơ chế của nhụy hoa nghệ tây thì lại có cái cơ chế là đào thải độc tố ra khỏi cơ thể, cho nên là trong cái quá trình mà sử dụng thì sẽ có gặp phải một số trường hợp như là bị nổi mụn ẩn, mụn bọt, hoặc là tiết ra lượng mồ hôi nhiều hơn và mồ hôi thì có mùi. Thì điều này cũng là điều bình thường, vì nếu mà khi chúng ta sử dụng nhụy hoa nghệ tây thì độc tố nó sẽ được đào thải qua da, nên là có thể xuất hiện mụn hoặc là tiết nhiều mồ hôi hơn. Còn nếu mà các bạn bị đi ngoài nhiều hơn thì là do khi cơ thể của chúng ta nạp đủ cái lượng nước tiêu chuẩn và thận của chúng ta được làm mới, làm việc hiệu quả thì sẽ khiến cho cơ thể cảm giác như là muốn đi ngoài và đi ngoài nhiều hơn bình thường. Còn nếu mà các bạn bị cái trường hợp là khát nước liên tục hay là khát nước nhiều là do cái thời gian ban đầu các bạn bị uống ít nước nên là nước trong cơ thể bị khan hiếm, và khi mà sử dụng saffron nhụy hoa nghệ tây thì đồng hồ sinh học của chúng ta làm việc bình thường, nên là cơ thể chúng ta cần nạp đủ nước và làm cho chúng ta luôn bị cảm giác như là khát nước và muốn uống nước. Hoặc là khi mà các bạn sử dụng nhụy hoa nghệ tây nhưng lại cảm giác buồn ngủ và muốn ngủ sớm hơn bình thường thì điều này nó sẽ chỉ tiếp diễn trong cái quá trình là tuần đầu các bạn sử dụng. Nó sẽ cân bằng lại cái giờ giấc sinh hoạt của chúng ta, nên là quá trình đầu chúng ta sử dụng thì chúng ta sẽ cảm giác buồn ngủ nhưng mà sau đó thì sẽ hết đi. Cho nên là các bạn cứ yên tâm mà sử dụng nhụy hoa nghệ tây, vì trong cái thời gian đầu tiên của chúng ta sử dụng thì tùy mỗi cơ địa nó sẽ gây ra những cái trường hợp khác nhau, nên là khi mà cơ thể của chúng ta được đào thải hết những cái độc tố ra ngoài thì chúng ta sẽ trở lại cái trạng thái ban đầu và bình thường. Nên trong quá trình sử dụng nhụy hoa nghệ tây mà các bạn gặp phải cái trường hợp trên thì cũng đừng quá lo lắng, mà hãy tiếp tục kiên trì sử dụng nhụy hoa nghệ tây mỗi ngày. Thì khi mà cơ thể của chúng ta được đào thải hết độc tố ra ngoài thì sẽ trở về trạng thái ban đầu và chúng ta sẽ cảm thấy được thoải mái và khỏe hơn. Hy vọng với những cái chia sẻ của mình thì sẽ giúp các bạn sử dụng nhụy hoa nghệ tây một cách hiệu quả và yên tâm hơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.